Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn. Rồi, đến hẹn lại lên. Chúng ta lại gặp nhau trong những cái khung giờ quen thuộc và tôi cũng chia sẻ công việc thường nhật của mình đến với các bạn trên tinh thần vui là chính các bạn ha. Hôm nay mình làm cái clip về chủ đề là cái chủ đề cây ông sứ. Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dòng sứ kim tự tháp. Trước mặt các bạn là cây này, cây sứ kim tự tháp này các bạn. Nhiều bạn thì khi mà đã chơi sứ dòng sứ Thái quen rồi thì các bạn cũng muốn tìm một cái dòng sứ gì nó lạ lạ để cho khu vườn mình nó tràn ngập sắc màu đa chủng loại cho nhìn nó có vẻ đó thú vị hơn các bạn ha. Thì cái dòng sứ kim tự tháp này, thật ra mà nói thì kim tự tháp nó đã có trên cái làng trình làng chơi sứ này cũng là khá là lâu rồi, chắc cũng có chục năm có rồi các bạn, tôi biết cũng lâu rồi. Hồi mà nó mới du nhập vô Việt Nam á, cây này dòng bên xứ Thái Lan, nó mới du nhập dòng Việt Nam thì cây này nó hot một thời, gian bóng một thời luôn, được nhiều người săn lùng, giá trị nó cũng rất là cao. Rồi bây giờ thì khi mà được nhân giống thì nó nhiều rồi, nó dễ dàng rồi, thì bây giờ thì cái giá của nó cũng bình ổn. Để bạn nào mà thích tiếp cận cái dòng xứ này chơi thì các bạn có thể là mình tìm mua ha. Các bạn cứ đến Hoa Sứ Ngọc Thanh hay là vườn sứ Từ Nguyễn thì họ cũng có bán cái dòng này, tùy theo cái khả năng tài chính của các bạn hay tùy theo cái khả năng sở thích của các bạn. Nếu các bạn muốn mua cái hạt giống thì nơi đó thì họ cũng có bán, hoặc là các bạn có thể là mua những cái dòng cây nhỏ thôi, những cái dòng cây người ta ươm từ hạt nhỏ để cho các bạn về các bạn tự nuôi trồng. Nhưng mà lưu ý ha, nếu mà chơi cái dòng cây kim tự tháp này nằm ở cái mức độ mà các bạn trải nghiệm thì các bạn gieo hạt cũng được. Còn nếu các bạn nào mà muốn chơi mà đi rút ngắn cái thời gian để mình chăm sóc cây, bởi vì khi mà nuôi được một cái cây kim tự tháp như thế này đây cũng là rất là tốn rất là nhiều thời gian, thì các bạn nên mua cái dòng mà kim tự tháp khi mà cái dòng cái cũ nó cỡ bằng cái bức tay rồi, cũ nó cỡ này. Mua cũ, khi mà các bạn mua thì các bạn nên hỏi phía nhà vườn người ta đã làm rễ chưa. Bởi vì nếu mà chơi cái dòng kim tự tháp này nó không phải là chơi giống như là những cái dòng sứ thường này được. Đây là những dòng sứ thái thường thì các bạn chơi, các bạn cứ để cái cũ nó phát triển tự nhiên. Nhưng mà dưới cái dòng sứ kim tự tháp thì người ta phải làm rễ. Là có nghĩa rằng khi mà người ta trồng được một thời gian như thế này, các bạn người ta nhổ sứ lên, người ta cắt ngang cái cũ nó. Cắt ngang cái cũ ha, như là cái cũ, đại khái là cái cũ như vậy. Họ sẽ cắt một nửa cái cũ. Rồi bắt đầu họ sẽ xử lý để cho nó bung rễ theo từ nửa cái cũ, nó sẽ bung rễ ra, nó bàn đã được như thế này. Thành ra là cái kỹ thuật, nếu mà các bạn mà chơi cái dòng sứ kim tự tháp thì các bạn nên tham khảo qua nhà vườn. Hoặc là nếu cái video này, tôi đã phát sóng video này, bạn nào mà thích chơi sứ kim tự tháp mà bạn chưa có hiểu rõ về cái vấn đề này thì bạn có thể là vào Zalo để liên lạc lại với tôi theo cái số Zalo là 0988642907, 0988642907, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình cắt củ cái này, cái củ chà bá vậy nhưng mà không để nguyên, cái nào để nguyên củ được thì chơi nha. Nhưng mà cái em này muốn chơi em này phải cắt cái củ ra làm đôi thì các bạn chơi em này nó mới được. Thì hiện tại bây giờ cái dòng sứ kim tự tháp này các bạn, nó có theo tôi biết thì nó có hai màu, một cái màu hồng nhỏ bé xinh xinh này, giống như cái dòng sứ ruby cũng rất là dễ thương các bạn, cái dòng màu hồng với một cái dòng màu đỏ, nói chung là nó cũng hơi đỏ chút thôi, nó cũng không có đỏ cũng như là cái dòng mà thần tài hay là cái dòng huyết rồng. Là các bạn thấy không, nếu mà mỗi em một vẻ 10 phân vẹn toàn, bởi vì những cái dòng cây nào vậy chúng ta chơi á thì chúng ta không thể nào chúng ta áp cái loại này qua cái loại kia để chúng ta so sánh, không phải như vậy các bạn ha. Các bạn chơi thì nó có đa dạng sắc màu, có những em thì bông lớn, có những em thì bông nhỏ, có những em thì màu đậm đà, có những em thì màu phớt hồng gợi tình gợi cảm. Đó là cách chơi của mình, nó phải đa dạng như vậy. Rồi các bạn thấy nếu mà so sánh với cái phơm bông á, phơm bông với cái dòng cây bất hủ sứ thần tài thì các bạn sứ này nó nhỏ nhưng mà nó có cái đẹp của cái nhỏ em bé xinh xinh, thì nó vẫn là một cái để chúng ta sưu tập. Rồi khi mà chơi cây này hả, hầu như là chỉ có xử lý về cây cũ thôi. Rồi cái vấn đề mà các bạn mà để cho nó phát triển nhánh á, thì hầu như người ta để phát triển nhánh tự nhiên. Người ta không có con tàn, không có cắt tàn, không có kích thích ra bông như là những cái dòng sứ khác.
À, các bạn thấy không, tôi để nó tự nhiên như thế này thì mỗi một năm thì đến đổi mà mùa hè đến Tết thì tự động ra bông thôi, thì nó cũng ra bông rất là xiên bông các bạn. Cái loại sứ sứ kim tự tháp màu hồng, cái bông màu hồng này á, thì nó tôi thấy có vẻ nó xiên bông hơn cái bông màu đỏ. Tôi cũng có một cái cây sứ kim tự tháp màu đỏ, cây màu đỏ là tôi cũng đã biếu cho một chú em rồi, bây giờ tôi còn giữ là cái cây màu hồng. Bởi vì kim tự tháp này đa số người chơi thì họ chỉ dừng lại ở mức độ sưu tầm, là có nghĩa là trong vườn của họ thì họ chỉ kiếm được một cặp họ chơi thôi. Ít có ai mà chơi cái dòng sứ này nó nhiều, bởi vì hầu như là nó giống nhau, nó không có đa dạng sắc màu, nó không có đa dạng cái cũ, kiểu cũ, nó giống như là những cái dòng sứ khác. Là các bạn hát rất là đáng yêu. Thì cây sứ này thì các bạn chăm sóc bình thường cũng như là những dòng sứ khác thì nó cũng có một số nhược điểm, cũng như là nó cũng thường bị là nó thường bị là nấm lá, nó làm cho vàng lá. Thì cái này thì tưới nước vừa phải thôi nha các bạn. Các bạn không, mà tôi thấy cái cây lớn á, nó tôi chưa thấy những cái cây lớn quá. Những cái cây như thế này thì nó cao cái tầm khoảng chừng 1 mét đó lại tôi có thấy, còn hơn tầm hơn tôi cũng thấy, tôi chưa thấy những cái tầm nào lớn hơn. Mà các bạn thấy nó rất là đẹp, cái là nó nhờ các bạn cái nhánh tự nhiên nha, nhánh lên rất là tự nhiên luôn. Mà nó lên giống như khi mà mới nhìn thì chúng ta nhìn nó giống như một cái vương miện của những cô nàng hoa hậu mang trên đầu các bạn ha, rất là đáng yêu nè các bạn. Sứ nào cũng vậy. Mỗi một dòng sứ nó có một cái đặc điểm riêng để chúng ta chăm sóc. Sứ này thì chăm sóc các bạn nhớ nha, tôi nhắc lại một lần nữa là các bạn chỉ chú ý khi mà các bạn làm cũ cho nó thôi. Các bạn làm cũ cho nó, các bạn cắt cũ đó, các bạn làm rễ cho nó thôi. Nếu mà các bạn không làm rễ thì cái cũ của nó không được như vậy đâu, nó tệ lắm các bạn. Thì giá trị nếu mà một cây như thế này, cây tầm như thế này đó, tầm như thế này là cái giá trị nó thì cũng không nhiều lắm đâu, cái tầm khoảng 1 triệu đó lại là chúng ta có thể sở hữu được một cái dòng này. Nhìn nó rất là sang. Chơi thì các bạn chơi cặp, chơi hai bên nhà, nếu có điều kiện chơi rất là đẹp các bạn ha. Sứ kim tự tháp thì nó có nhiều hạt lắm, người ta lai giống á, ta trồng nó cũng rất là đẹp ha. Rồi có bạn hỏi tôi là sứ tại sao mà bên phía nhà vườn người ta trồng mà sao mà nó nhảy cái nhánh nhiều quá, mà sao các bạn trồng các bạn ươm từ hạt thì nó không nhảy nhánh. Đây này giống như vậy đó các bạn, này các bạn ha, các bạn thấy nó nhảy nhánh không? Đây là cây nhảy nhánh này, nhảy nhánh cây này ít thôi, còn có những cây nó nhảy một chùm nhánh. Thì tùy theo các bạn thôi, các bạn muốn cho nhảy nhánh không có gì khó chứ, nó dễ lắm, dễ như giống như ốm đi rượu rồi. Này các bạn, khi mà cây nó còn nhỏ như thế này, bạn nào muốn nuôi chân dài, sứ này tôi trồng từ hạt ha. Đây là tôi thuyết minh cái sứ này là sứ thường thôi nha, không phải là kim tự tháp. Các bạn trồng từ hạt như thế này, các bạn muốn cho nó ra nhánh thì các bạn chỉ cần nè, các bạn cắt ngọn nó thôi ha, cắt ngọn nó này nè, đây các bạn bấm ngọn thế thôi, đây cắt ngọn cho bạn xem nè, cắt ngọn thế nè, đây các bạn cắt ngọn đó nè, nó còn nhỏ thì các bạn bấm ngọn nó thì tự động nó sẽ bung ra những cái nhánh như thế này thôi. Hoặc là có những cây nó có nhánh không bấm ngọn mà nó có nhánh là do cái quá trình tự nhiên là sâu rầy nó cắn cái ngọn nó, con sâu nó cắn cái ngọn nó tức nó buông ra thôi. Còn nếu mà sâu là nó không cắn, các bạn can thiệp vào. Còn nếu mà bạn nào thích cho chân dài, tôi thích chân dài mấy ông ơi, đây bạn thích chân dài nè, thích chân dài thì các bạn nuôi tự nhiên đến một cái mức độ nào đó thì tự động nó phân nhánh rồi, các bạn thấy không, nó lên cao khoảng từ 2 tấc đến 3 tấc là tự động nó buông nhánh ra rồi. Khi mà nó có cái đợt thông thường là nó có một cái đợt bông đầu tiên, nó bói cái bông đầu tiên á, sau cái tầm 8 tháng, cái tầm 8 tháng. Đó là sứ Thái thường, không phải là kim tự tháp nha. Thì nó sẽ bói cái bông rồi đó các bạn. Khi mà nó ra bông rồi á, thì ngay chỗ cái ngọn đó thì nó sẽ bung ra những cái nhánh, nó phân nhánh ra thôi. Đó. Còn cái cây này là tôi nhân giống từ cách là tôi dâm cành. Các bạn biết không, nhân giống từ cái cách dâm cành như thế này, tỷ lệ sống nó không cao. Thành ra khi mà các bạn mà những cây sứ mà quý hiếm thì khi mà nhân giống các bạn muốn bảo đảm an toàn thì các bạn nên chiết cành ha. Chiết cành, bạn nào muốn biết chiết cành thì các bạn vào kênh các bạn xem lại, tôi cũng có chia sẻ các bạn là cách chiết sứ đó. Chiết sứ là các bạn sẽ tạo ra được một cái cây sứ zin,
cây sứ cũ á, thì cái cổ của nó phát triển nó đẹp theo cái cũ. Còn cây sứ mà các bạn trồng từ nhánh thì cái cổ nó phát triển nó đẹp theo kiểu nhánh, nó không giống nhau. Nếu mà các bạn mà chơi quen chơi sứ, các bạn mà chơi quen rồi á, thì các bạn chỉ cần nhìn vô cái cổ nó, tôi nhìn vô cổ là tôi biết nó là cây sứ này, cây sứ là ươm từ hạt hay cây sứ được nhân giống từ nhánh, tôi nhìn tôi biết. Các bạn chơi quen các bạn biết. Đấy, các bạn ha, như là cây sứ này đây, cây sứ này các bạn không, cây sứ ghép, sứ ghép này được nhân giống từ cũ nè, nhân giống từ cái, xin lỗi, nhân giống từ cái hộp chứ, nhân giống từ cái hộp nè, các bạn thấy không. Tôi thì tôi phái thánh thoát cho nó cao ráo, thành ra là tôi thích những cái chơi mà chơi dòng sứ mà một cốt là nó nhảy cao lên, cái bắt đầu cái nó bung ra, nó bung nhánh lên cao cho nó thông thoáng. Còn có bạn thì thích lùng lực phụ tùng nhật, tùy các bạn đó. Các bạn nào mà thích chơi kiểu gì thì mình chơi, mình tạo dáng sao mình cảm thấy mình hài lòng rồi. Tóm lại là chăm sứ cũng không khó đâu các bạn, thì nếu các bạn nắm rõ được cái nguyên tắc của nó thì các bạn chăm sứ nó phát triển rất là tốt, hầu như cái tỷ lệ thúi nó rất ít. Nếu mà nói mà chơi sứ mà không bị thúi, tôi cam đoan với các bạn, ông nào nhà vườn nào mà dám dỗ ngược xưng tên, dám lên công chúng là dỗ ngược xưng tên là túi trồng sứ là không bao giờ túi, không ai dám nói câu đó các bạn. Kể cả nhà vườn lớn rất là nổi tiếng luôn, tôi đã vô những cái vườn rất là hoành tráng, rất là lớn luôn, và sau lưng vườn của họ cũng quăng một đống sứ thúi, và sao cũng chết có chứ. Các bạn trồng ít thì nó thúi ít, trồng nhiều thì nó thúi nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn trồng quen rồi thì các bạn sẽ biết cách điều tiết, thì hạn chế được cái vấn đề mà thúi cũ. Người ta hạn chế được vấn đề mà thúi cũ sứ á, là khi mà tác động từ con người vào. Thí dụ như là các bạn chọn cái giá thể đất trồng cho thông thoáng, rồi các bạn khi mà bón phân thì các bạn nếu mà dùng phân là NPK, các bạn phải ngâm cho nó tan ra, các bạn tưới vô, các bạn không dùng viên phân, các bạn quăng vô gốc, bởi vì nó có nhiều cái ngóc ngách nè, nó có nhiều cái khe nè, củ nó có nhiều cái nếp gấp, củ nào cũng có nhiều cái nếp gấp, nó nếp gấp như thế này nè các bạn, cái khe như thế này. Thì khi mà các bạn bỏ cái viên phân vô thì cái viên phân nó sẽ lọt vô những cái khe, cái nếp gấp của cái cũ, thì nó sẽ làm thúi chỗ đó. Khi mà một vết thúi nhỏ xíu thôi thì nó sẽ lan ra, loan đã làm thúi cả cũ đó, như vậy. Hoặc là cái khi mà do tác động của mình là do mình làm cũ nó bị dập. Còn nếu mà tự nhiên, do quá trình tự nhiên thúi cũ thì không, chúng ta không tránh khỏi. Thì quá trình tự nhiên thúi cũ là sao? Là nhiều lúc là do tác động bên ngoài, nhiều lúc là do con chuột nó cắn hay cái gì vết gì nó cào, hoặc là cái sứ của các bạn có chất chồng của các bạn có lẫn một viên sỏi hay một cục đá gì trong chồng. Khi mà cụ sứ các bạn nó lớn lên rồi, nó bao cái cục đá lại, sau một thời gian nó bị nhiễm khuẩn vô từ cái vết bao của cái cục đá trong cụ sứ thì nó cũng làm thối. Hoặc là cái sứ đến một tuổi nào đó thì nó cũng phải thối, nó già là nó thối từ dưới thối lên, thối từ trên thối dưới, nói chung là thối tứ lung tung. Lúc đó chúng ta phải bó tay chấm cơm thôi, chúng ta phải chấp nhận thôi ha. Nhưng mà nếu mà các bạn nắm vững được cái nguyên lý mà nguyên do gây cho thối thì các bạn tránh được, thì các bạn sẽ đỡ tổn thất khi mà chúng ta trồng sứ rồi. Thành ra là các bạn đừng có nản, thua keo này ta bày keo khác. Cái kinh nghiệm nào cũng vậy, cái kinh nghiệm nào cũng phải có cái giá của nó. Các bạn đừng nản, các bạn cứ tiếp tục các bạn chơi. Nếu mà các bạn mà gặp mà chút rắc rối gì về vấn đề mà kỹ thuật thì các bạn cứ liên hệ với tôi. Tôi biết thì tôi chia sẻ, tôi không biết thì tôi sẽ hỏi những người mà cao niên, những cái vị mà tiền bối, thì tôi cũng sẽ chia sẻ với cùng các bạn ha. Rồi, đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn ha. Bye bye, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp.